Rồi, đây là con quạt trần của mình nè. Đó, mình chạy dây trên nóc luôn. Thì để mình bắt ghế mình quay lên cho các bạn coi nha. Con này chạy từ motor không chổi than của máy photo nè các bạn. Đó, ở đây mình bắt một cái con ốc lên chữ T này. T này mình nối lên ống nước, mình treo lên trần luôn. Rồi, trên đó mình bắt hai cái bát để mình bắt lên trần. Thì con này mình đã tháo mạch ra hết rồi, mình chạy bằng điều tốc xe đạp điện nha các bạn. Đây. Đó, nó hở hai bên nha chứ không có cọ nha. Và mình đã gắn cánh quạt lớn của cái quạt bàn mà cánh lớn đó các bạn. Còn đây là bộ điều tốc của nó nè. Điều tốc xe đạp điện nè. Đó, mình đấu dây sẵn hết mình để dưới này thì mình chỉ cần dặn công tắc như thế này là nó chạy thôi. À, các bạn nhìn nè. Đó, siêu mát luôn. Chạy cực kỳ im nha các bạn. Đây. Đó, chạy rất đều và im luôn. Các bạn gắn cánh mà nó đồng tâm vô. Cái này mình không thay bạc, không thay trục luôn nha các bạn. Mình để trục nó rồi mình gắn bằng một cái đoạn ống tio mình nối vô. Chứ mình không ấy, để mình gỡ cho các bạn coi. Đây, mình dùng cái đoạn ống tio cứng nè. Ống tio cứng nó mình luồn vô, mình nối, mình dặn trực tiếp vô trong cái cốt quạt luôn các bạn. Vô trong cái cốt của cái motor này luôn. Thì cái motor này nó sẽ có dạng dòng nó giống như này các bạn. Dạng răng nó vậy. Răng nó không biết 6 ly. Thì các bạn lấy cái ống tio các bạn luồn vô đây, xong các bạn nhét cái cánh vô là nó vừa luôn. Vừa luôn. Thì cái con quạt mình đang chạy nó cũng giống như con này vậy nè. Đó. Thì con này hôm mình có làm video mình quấn lại 12V là con này nó chạy rất là khủng. 12V thì quấn lại rồi thì nó chạy rất là khủng. Thì các bạn làm cái bát thì các bạn bắt hai con ốc vô đây. Bắt con ốc vô đây và con ốc vô đây. Các bạn bắt thẳng lên cái chữ T giống như của mình hồi nãy. Đó, các bạn bắt hai con ốc xong các bạn bắt vô cái chữ T. Rồi, cái đầu chữ T thì các bạn nối lên ống đoạn nước, bắt đoạn treo đây. Thế thì ta sẽ có một cái quạt trần. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh tốc độ bằng cái biến trở của cái điều tốc xe đạp điện này các bạn. Chỉnh nhanh chậm bằng cái biến trở này đều được. Và chúng ta để ngay cái bàn làm việc của chúng ta thì cũng rất là mát. À, nếu các bạn nào mà còn thắc mắc cái gì chưa hiểu thì có thể nhắn tin trực tiếp hỏi mình sẽ quay kỹ cái video làm lại luôn nếu các bạn cần. Thì con này thì mình nghĩ là dễ làm thôi các bạn. Mình thấy nó chạy cũng hay hay, mình quay cái video mình gửi cho các bạn xem thôi. Đây. Với cánh này thì nó chạy thừa lực các bạn, nó chạy rất là nhanh, mình không dám mở nhanh quá sợ nó bay luôn cái cánh. Đó, mình chỉ để vừa thôi. Các bạn thấy chạy mà cái thanh này, cái cây này nó không rung, có nghĩa là chạy nó rất là im. Rất là im. Đó. Với chỗ mình làm việc thì chỉ cần cái cánh nó lớn như là đủ rồi các bạn. Còn nếu các bạn muốn ấy thì các bạn có thể lấy những cái quạt trần mà chạy loại nhỏ nhỏ với cánh 4 tấc rưỡi đó các bạn. Các bạn gắn lên đây thì cũng chạy ok thôi. Con này rất mạnh. Con này nguyên bản là 24V, mình không có quấn lại các bạn, nhưng mà chạy nguồn 12V. Nó 24 nhưng mà mình chỉ chạy 12V thôi. Thì mình thấy chưa khi nào mình dám dặn hết tốc độ của con này. Mình tăng lên chút rồi các bạn nghe tiếng nó rất là, các bạn thấy ghê rồi.
Đó, cái này thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn chơi thôi, mình thấy nó cũng hay hay, giới thiệu cho các bạn xem.